Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ khôi phục lại ảnh và video đã xóa trên điện thoại iPhone. Thì mình sẽ chia thành 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi mà các bạn vào album ảnh, các bạn có thể là chọn một cái bức ảnh hoặc là một video. Ở đây thì mình sẽ xóa cái video này, mình sẽ bấm cho các bạn Em xem. biết file nào đáng nhất cho điện thoại em thì nhớ xem hết video này nha. Đầu tiên anh em vào file của bạn. Rồi, à, bây giờ thì mình sẽ chọn là phần thùng rác để mình xóa và mình chọn là phần là xóa video. Đây là trường hợp thứ nhất, đó là các bạn chỉ mới xóa video trong phần album ảnh. Và bây giờ các bạn muốn khôi phục lại thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào phần album trên điện thoại iPhone và các bạn chọn là phần là đã xóa gần đây. Rồi, thì trong cái phần đã xóa gần đây các bạn sẽ chọn là cái phần ảnh hoặc là video mà các bạn vừa mới xóa và các bạn có thể là lựa chọn việc là khôi phục lại bằng cách là chọn là phần là khôi phục video. Đó, như vậy là xong. Bây giờ các bạn quay trở lại thư viện thì cái video các bạn đã được khôi phục lại như thế này. Là trường hợp thứ nhất. À, trường hợp thứ hai đó là các bạn cũng xóa video hoặc là ảnh, các bạn chọn là phần biểu tượng xóa. Rồi, tiếp theo thì các bạn cũng vào phần album. Và tất nhiên thì đến cái bước này các bạn không chọn khôi phục nữa mà các bạn chọn luôn là phần xóa. Các bạn chọn là xóa khỏi iPhone này. Thì lúc này cái bức ảnh hoặc là video các bạn nó đã được xóa vĩnh viễn khỏi điện thoại iPhone. Và cái cách để các bạn có thể khôi phục lại được thì các bạn sẽ mở ứng dụng Google Photo và các bạn đăng nhập cái tài khoản Google của bạn vào. Lúc này thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Google Photo và đăng nhập cái tài khoản của bạn vào và chọn vào cái video mà các bạn vừa mới xóa. Đây, đây chính là cái video mà mình vừa mới xóa xong. Muốn biết file nào nặng nhất cho điện thoại em thì nhớ xem hết video này nha. Đầu tiên Rồi, bây giờ các bạn muốn khôi phục lại thì các bạn bấm vào phần ba dấu chấm ở đây. Và các bạn sẽ chọn là phần là tải xuống. Và các bạn chờ để cho điện thoại các bạn nó tải xuống cái video này. Rồi, như vậy là mình đã tải xuống thành công được cái video ở trên ứng dụng Google Photo và bây giờ mình quay trở lại thư viện. Đó, lúc này thì cái video của mình đã được quay trở lại và mình đã khôi phục thành công.